Chào tất cả mọi người đã đến với kênh Nguyễn Văn Thanh. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tô màu vào cái hình dạng mà dùng công cụ pen để vẽ. Bây giờ mình có một cái background màu trắng như thế này, mình dùng cái công cụ pen nha. Đây nó có pen và pencil, thì chọn pen, chúng tắt là B, B phở. Thì mình sẽ vẽ một cái cánh dơi đi, cánh dơi đó. Đấy, nhấn đưa này, đưa chuột là nhấn vào cái in này đó, để điều chỉnh điểm neo lại đó, cánh dơi này đó, điều chỉnh điểm neo lại đây. Thì mình cũng vẽ vậy, điều chỉnh điểm neo lại chỗ này thì công chỉ đây, công chỉ đây, 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 rồi kết thúc lại. Rồi mình nhấn Enter. Vậy là có một cái hình vẽ bằng công cụ pen như thế này. Đây, mình chỉnh scroll nó nha, scroll nó phần quay, quay đúng không ta? Quay hay quick ta? Cái nát, quay, tăng border nó đậm lên. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách để tô màu phía bên trong này. Đây, tô màu phía bên trong này thì bạn vào phần fill nha. Thì khi nhấn vào fill thì cái tự động nó trong đây nó sẽ tô màu cho bạn luôn. Ở đây thì chọn màu lại thành màu đè đi, những cánh dơi đấy. Rồi cánh dơi nè. Chỗ này bạn có thể nếu đẹp hơn, để làm cánh chơi đẹp hơn thì chỗ này mình tô cùng phần scroll nó cùng màu với cái phần fill luôn đó, ra như thế này. Rồi mình dùng công cụ pen tip, chỗ này mình điểm này đó, chỗ này mình kéo lên. Ở đây mình sẽ chọn scroll là màu đen đó, đây màu đen ở đây luôn, đây chỉnh lại thành be thôi, hai thôi đó, để tạo ra cái khung xương cho cái khung xương. Cho nên khi bạn nhấn vào cái này rồi di chuyển điểm đây để ok, di chuyển đó để cái chỗ này nó không có bị di chuyển theo. Khi mà chúng ta chiếu này nè thì cái chỗ này nó sẽ nhích theo luôn. Thì khi mà bạn nhấn vào cái edit object này thì phía này bạn di chuyển sao á thì cái chỗ này nó cũng cố định lại thì đó là công dụng của nó. Rồi cho này thì mình cũng vẽ thêm cái điểm pen nữa, nhấn vào đây kích một cái rồi quay phía này cũng điều chỉnh một cái, đây. Enter một cái, đem một cái đường như thế này. Rồi thì chúng ta lại dùng công cụ pen, rồi chỗ này vẽ thêm cái đường nối đó, đường bên đây rồi những tơ chỗ này thì thêm một cái đường đây, những tơ rồi thêm một cái đường cho đây đây, những tơ thêm một cái đường cuối cùng cho đây thôi, vậy được rồi á. Thì cánh dơi đây dưới đây. Rồi thôi thì mình dùng cái đây nha. Cái nào ta? Cái đây này mình cho border lại màu đen đi. Đó, cái này mình cho cỡ be thôi. Được. Chúng cánh dơi không nhỉ? Tiếp dùng dơi không? Thôi vậy thôi. Thì video mình nói lại nha. Cái video này thì mình hướng dẫn cái gì? Mình hướng dẫn là cách để bạn có thể tô cái đầy cái màu mà mình dùng công cụ pen. Rồi sau đó khi mà mình dùng công cụ pen vẽ ra một cái hình dạng nào đó thì mình chỉ có thể thì nó mặc định sẵn là nó tạo ra cái stroke cái đường viền bên ngoài nè, cái border không thôi. Thì bạn nào muốn tô phần màu bên trong thì dùng cái công thêm cái fill vô, add thêm cái fill thì tự động cái màu nó sẽ ép vào phần bên trong. Thì video mình hướng dẫn như vậy. Hẹn gặp bạn ở những video lần sau. Tạm biệt nhé. Tạm biệt.
Charles, Charles, Charles.